Very short, Tata Bangkok and arrival at crew members. We would like to say thank you for your continuous support to our long-term years of travel and innovation. Wish you a wonderful evening in Bangkok. Kuala Lumpur, kita dalam kendaraan 8 antarabangsa, Bangsa, Tokwang, Bangkok. Waktu tempatan sekarang ialah pukul 7:46. Đã tới sân bay đón mừng của Bangkok, Thái Lan rồi, vừa hạ cánh bây giờ đang cầm thủ tục để vô chuẩn bị nhập cảnh nè mọi người. Yeah, chuyến bay bay đúng giờ, đến và đúng giờ. Bây giờ là 8 giờ tối tại Thái Lan. Tại Thái Lan với tại Việt Nam mình cùng giờ nên 8 giờ tối tại Thái Lan. Trời má ơi, đi mới có 3 buổi này đen rồi, đen ghê quá. Bây giờ chuẩn bị hỏi mình đây. Mà thiệt á. Lúc nào cũng vậy, xuống máy bay có đi đá vậy nè. Đêm đầu tiên ở Bangkok đã say rồi, ăn chơi sao đã say rồi. Bây giờ là 3 giờ sáng mà đường phố nó vẫn còn là đông nghẹt rồi, mấy quán bar nữa. Trời ơi, có lẽ là mình già rồi, mình vô trong đó mình chơi không có nhiều, mình đi ra để mấy đứa trẻ nó chơi. Thời tiết Thái vẫn nóng như Việt Nam của mình, đang nóng, chưa thấy mưa. Vừa đáp máy bay thì tối nay đi ăn đi uống và đi quẩy rồi cho nó biết cái không khí chơi đã. Rồi xong rồi ngày mai mới đi shopping. Tự nhiên qua đây nói tiếng Thái mà nói tiếng Anh mà nói tiếng lơi 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 á. Shopping mà. Ôi dạ.